Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay tôi sửa cái máy giặt của hãng Panasonic nhé, 10 ký nhé. Model là NAF100B5 nhé. Hiện tượng của nó là không vắt được nhé, báo U12 nhé. Cái báo lỗi của U12 thì nó có mấy vấn đề như thế này. Một là lỗi bo, hai là trường hợp công tác, ba nữa là trường hợp có thể là hỏng cái này, cái ống dẫn khí này bị ấy, nó cũng không vắt được, còn công tắc cửa không ấy được, cũng không tắt được. Và nó có một cái điểm, có hai điểm, một điểm nó úp ở đằng trên này này, nó để cho cái ăn vào đây này, ăn vào gờ, nó có một con cảm biến ở đây, và đằng sau thì nó có cái đóng cửa, khi nào vắt hoặc là giặt thì nó không cần, nhưng mà vắt thì nó phải đóng cửa lại cho kín nhá. Đấy, đó là lỗi. Bây giờ chúng ta phải bấm và kiểm tra nhé. Đây, và chúng ta bấm vào vắt nhé. Đây, vắt đây nhá, spin nhá. Chúng ta bấm start nhá để cho nó báo có thể cụ thể như thế nào nhé. Đấy, U12, các bạn thấy không? Ở đây có khả năng là báo lỗi công tắc cửa các bạn nhé. Các bạn thấy không? U12 này. Đấy, U12. Đấy các bạn thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xử lý cái này nhé. Chúng ta tiến hành vặn 4 vít này này. 1 vít này. 2 vít này. 2 vít này. 2 vít này. 2 vít và 10 vít ở bên này nữa. 40 vít nhé. Bây giờ chúng ta phải cạy lên nhé. Đây, chúng ta kéo nó lên. Không được. Rồi để tôi nạy lên nữa. Chúng ta mở nắp lên rồi nhé. Chúng ta cạy lên nhé. Loại đời mới thì nó có một cái vuông đấy này, màng điện tử này, gọi là 3 chân 5V và các chân mở lệnh mở cửa này. Còn loại này thì nó không có, thì chúng ta phải vặn hết toàn bộ vít này nhé, vít này và vít này xung quanh, và chúng ta lôi cái này ra thì nó sẽ có cái công tắc cửa nằm ở đằng sau nhé. Chúng ta kiểm tra thử xem sao nhé. Đấy, cái này gãy này. Đấy, thế để chúng ta sẽ tiến hành vặn và xử lý nhé. Chúng ta gỡ cái vần này ra nhé. Tắt khỏi cái vần này ra. Rồi, chúng ta kiểm tra đằng sau này. Đây các bạn. Đây nhé, nó khởi lên, nó kiểm tra cái đây, do công tắc này nó gãy các bạn, một cái này nó đẩy không lên được này. Đây, nó có móc ở đây này, nhưng nó bị gãy các bạn nhé, nó bị gãy mất đấy nhé, không biết nó kéo cái này ở đâu. Đấy, thì chúng ta sẽ tiến hành đấu tắt cái này lại nhé, hai cái này lại nhé, thì để chúng ta xem thử nhé. Đây là cái phao của nó nhé, xem thử phao có bị cắn dây nào. Đấy, không cần gì cả các bạn. Đây, quan trọng là công tắc này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đấu tắt và thử nhé. Đây các bạn, tôi sẽ hàn ở bên trong cái này nhé. Tôi không cắt ngoài này nhé, mà tôi đấu hàn hai mũi này vào đây nhé, để cho nó tiếp xúc khỏi phải ấy nhé, khỏi phải cắt hoặc này khác nhé. Mà hai nữa làm như vậy có thể khách người ta không biết chẳng hạn. Đấy, kỹ thuật là như vậy. Bây giờ tôi hàn nhé. Đấy, bỏ vào đây. Thế vào úp lại nhé. Đúng nguyệt nào, xem sau. Đấy, được rồi các bạn nhé. Và vậy chúng ta úp lại và chúng ta thử nhé. Để chúng ta sẽ úp lại và chúng ta thử nhé.
Thôi nhé, chúng ta làm công tắc cửa và chúng ta lắp vào nhé. Bây giờ chúng ta lại thử nhé. Chúng ta tắt thử và chúng ta bật vào chế độ watt nhé, pin đi nhé. Chúng ta bật này. Nếu quay được nó không báo lỗi U12 là ok nhé. Đây. Đấy, các bạn thấy lồng chạy đông chưa? Đấy. Đấy. Chạy bình thường nhé. Đây lồng chạy nhé. Đấy. Để cho nó đạt đến tốc độ như thế nào nhé, có thể xem sao nhé. Đấy, nó đã chạy rồi, đạt tốc độ rồi. Đấy, để chúng ta cho nó chạy một xíu nữa có thể xem sao. Đấy, nó đạt đến tốc độ nhé, các bạn xem nhé, tốc độ nó đạt đủ rồi nhé, và như vậy là ok rồi nhé. Thôi đến đây cảm ơn quý vị các bạn đón xem nhé, nút like, subscribe. Cảm ơn mọi người nhé, chào tất cả mọi người nhé. Như vậy là nó đã xong nhé, hoàn thành nhé. Bây giờ chúng ta vặn việc lại nữa là ok. Thôi cảm ơn mọi người, chào mọi người. Đấy, nó vẫn quay nhưng mà bị rồ các bạn. Cái hiện tượng bị bi nhé. Chúng ta có thể thay bi nhé, để kiểm tra chúng ta vặn bi ra xem sao. Chúng ta vặn ra nhé. Chúng ta bên này. Dạ, dạ, để đâu con ạ. Rồi, nó tháo cái này ra nhé. Rồi. Khổ cái nào ra nhỉ? Tháo ra này. Rồi chúng ta vặn cái này ra nhé. Mày ăn chắc này. Rồi chúng ta khử ra nhé. Làm cái gì mà rồi chúng ta bắt đầu khử cái này ra nhé. Rồi. Đấy. Wow, cái này bẩn quá. Ta gỡ ra nhé. Đó đây hả? Ba hai đà lớn à? Rồi chúng ta xem từ cụ thể như thế nào nhé. Đường đi này không biết nó có thể như thế nào. Chúng ta kéo lên này. Rồi chúng ta cài lên nhé. Rồi chúng ta kéo cái này ra này.
con thịt bi như thế này có được không? Không cho nó kéo ra thì như thế nào nhỉ? Đấy. Ba câu hỏi đi. Đấy, nói ba câu hỏi đi. Gì nữa ạ? Rồi chúng ta thử cái bi với tự xem sao. Bây giờ vịt nọn lấy đi co. Cho nó bị cuốn giấy rồi. Người ta coi cho mà. Người ta coi thì cái trong cái này thì ra nam không? Đi. Đây các bạn, bi hơi đen này. Đấy, chúng ta có thể thay cái này, có thể trường hợp như thế này có thể bị kẹt nhé. Để chúng ta coi thì xem thử cụ thể như thế nào. Bây giờ chúng ta phải đóng ra nhé. Đây nhá, chúng ta đẩy cái này, chúng ta kéo ra nhé. Rồi. Đấy, cái này nó bẩn quá. Lấy cái nuôi ngâu rồi. Lấy nuôi cho coi nó. Rồi bây giờ chúng ta lau cho sạch sẽ nhé. Lau từ bụi, từ bọn nhé. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta làm sạch lại nhé. Đây các bạn, nguyên nhân của nó đây này. Bẩn này. Ui này. Nhá. Quá bẩn. Cho nên nó chảy ở bên trong này. Đây. Chảy mắc cứng các bạn. Thấy chưa? Nó bị kẹt ở xung quanh này. Đấy. Rất là bẩn. Các bạn phải xử lý hết cái sạch cái này này. Đấy, nguyên nhân của nó là bị dính tại đây này. Cho nên mới hỏng bi này. Hỏng bóp này, hỏng lưu tung này. Đấy, các bạn thấy không? Cái nó bụi bặm ở trong tường chui ra đấy. Rất là bẩn. Bẩn này. Cái này chúng ta chọt ra này. Đấy, các bạn thấy không? Quá bẩn thì cái này để tôi vệ sinh nhé, không quay này nhé, quay tốn thời gian quá. Rồi nha, chúng ta tháo cái này nhé. Đây. Đi. Nhưng anh đi phòng lại bị rồi. Nhưng anh ấy nửa con gì? Chúng ta tháo cái này ra các bạn nhé. Nguyên nhân viên bi ở đây nhé, viên bi ở đây hỏng nhé. Viên bi đây các bạn, lúc lắc này. Đấy, bây giờ chúng ta phải tháo cái này ra nhé. Đấy, các bạn thấy viên bi ở đây không? Đây. Nó bị hỏng 2-3 viên bi nhé. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành kéo này ra. Cái này không tháo được không? Đấy, chúng ta cài nghe. Cái này chúng ta xử lý sạch các bạn nhé. Rồi. Còn là đi mổ cái đoạn ấy. Chúng ta cài cái này ra các bạn nhé. Chúng ta bây giờ chúng ta phải đóng cái này ra này. Đấy, chúng ta đóng lưu trở lại nhé. Ra có ra nhỉ? Cho đóng trong đóng ra các bạn nhé, đóng cái này ra nhé. Rồi. Rồi. Đấy, bây giờ chúng ta tháo viên bi này ra này. Sống rồi chứ rồi lúng túng láo tảng rồi đấy. Bi chứ, bi cọ. Ngắm chứ nghe nhưng mà việt bi rồi. Đây chúng ta có cái gông chúng ta bóp vào nhé, và ra đây nhé. Cái này nó lôi thôi quá các bạn. Bây giờ chúng ta phải đóng ra này.
cái này hư hỏng hết các bạn nhé, vung ra này. Đấy, các bạn thấy không, cái này chúng ta để đây, cái này chúng ta đóng bên kia ra nhé. Cô Huê sẽ tương hỏi đây chứ hả? Thôi mình về cho nó mới hỏi như vậy. Nó đây nhá, chúng ta bỏ 608 vào đây nhá. Ai thì dư nó trúng cô. Bây giờ nó lắp cái này có chắc là cụ thể nó chạy như thế nào các bạn nhá. Rồi chúng ta mới bắt đầu tiến hành những cái khác nhá. Quan trọng cái này chạy có nóng hoặc cái này khác không đó. Rồi chúng ta mới thay cái bi ở bên dưới, ở dưới chân của cái này nhá. Đây nhá, bây giờ chúng ta sẽ lắp cái đó. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ đẩy ngược lên. Xem thử cụ thể bởi vì đang bị chạm này. Chúng ta xem thử cụ thể như thế nào. Cái này bỏ vào này. Cái này của cái bên dưới nhá. Cần thiết chúng ta đẩy vào cái này. Đấy. Rồi đấy, bây giờ chúng ta xử lại cái này. Rồi rồi rồi. À đấy, chúng ta sắp sửa như vậy và chúng ta lắp lại nhé. Ok nhé, xem thử cụ thể như thế nào nhé. Nó bụi bặm nhiều quá. Đấy, các bạn thấy cái đụng bụi của nó này. Kinh khủng. Cái này chúng ta dắt vào nhé. Dắt vào đây. Đây. Chúng ta đẩy vào. Rồi. Ok. Rồi đó, xí trên nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vặn lại và chúng ta bỏ ấy vào. Đây các bạn, ok nhé. Chúng ta sẽ chạy xem sao nhé. Quan trọng chúng ta nghe khét nhá. Như vậy các bạn nhá, cái này là bị cháy rồi các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Vẫn ru nhưng không chạy được nữa nhá. Mặc dù cái dưới này vẫn bon này. Đấy, rất là bon này. Tôi thay bi rồi mà. Nhưng do cuộn dây nó bị cháy cho nên nó không ấy nữa. Coi như cái này họ cố trí nhá. Thay cục rô to rồi thì họ không thay. Đấy, các bạn thấy không? Thôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị các bạn đón xem nhé. Nút like, subscribe. Xin chào mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đón xem nhé.